Chào mọi người đến với kênh của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ lên một số dòng máy bài Ojito cho mọi người. Ở đây thì sống có và chết cũng có nhá. Thì không vòng vo để mình sẽ đến với con đầu tiên nhá. Đây. Đầu tiên mình sẽ lên hai máy xác cho mọi người. Đây một con Brutlet và một con Ojito hai chức năng nha. Ở đây là 18V. Và con này là không chổi than. Thì cái con có chổi than này thì nó bị hư motor nha mọi người. Cái motor nó bị kẹt hay sao ấy. Thì bây giờ mình sẽ test cho mọi người nha. Điều tốc độ đầy đủ nhưng mà nó bị motor nó bị khét đấy mọi người. Thì mình bán xác luôn nha. Đây, mình test máy này, điều tốc này. Đó. Đó, nó có tình trạng như vậy. Đó. Motor nó bị kẹt trong này nha. Thì mình bán giá xác luôn. Thêm con này nữa mình sẽ bán cặp nhá. Còn con không than Brutlet này thì nó đầy đủ hết nhá mọi người. Đấy, trên gài này nó bị lỗi cái gài nhá. Đây. Mình sẽ test luôn. Cái này thì nó chỉ sáng đèn thôi. Đấy. Đây nó chỉ sáng đèn thôi nha mọi người. Nó không có chạy. Thì đây mình bán giá xác nha. Cái con này thì mình chưa có mở gì đâu thì bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem luôn nha. Đây con này mình chưa đụng chạm gì hết nha. Đấy có phét thì đầy đủ hết này. Đó, motor không chổi than này. Con này là hai chức năng nha, hai hay ba chức năng ấy, mình cũng không rõ nữa. Nói chung hai con này mình bán xác nha mọi người. Hai con này là 250.000 nha. Mình bán cặp không bán lẻ nha mọi người. Tiếp theo là cái con hai chức năng đi, những cái con khoan hai chức năng. Thì đây mình có ba con hai chức năng nha. Đấy. Mình có ba con hai chức năng đây và đây. Ngoại hình của nó rất đẹp luôn. Những cái khoan này đều là khoan 18V nha. Ojito đều là khoan 18V rất là ngon luôn. Đây, ngoại hình cao su liền lạc rất là đẹp nha. Các bác mua về thì có pin hoặc là lên đế nha. Đế thì nó chạy hai chân thôi, mình đã ghi cộng trừ ở đây này. Đấy, bác về chỉ cần lên đế và xài thôi. Nó thì rất là mới nha. Đầu thì không kẹt, cấp trượt ok hết. Đây. Đó. Thì bây giờ mình sẽ test luôn nha. Thử máy. Các bạn có thể lên đế ma guitar xài nha. Vì đây xài pin 18V á. Các bạn có thể xài pin thông dụng. Đó, rất là êm. Tập chậm này. Chậm. Nhanh. Rất đã luôn. Đấy, con này nhá. 300.000 nha mọi người. Hai chức năng, rất đẹp luôn. Đầu 13 ly nhá. Đấy. Bạn nào mua thì liên hệ ở số Zalo ngay chỗ góc màn hình nhá. Tiếp theo là con boss đi. Con boss này thì nó bị mất điều tốc nha mọi người. Nó bị mất điều tốc. Thì đây mình test cho mọi người xem. À không phải, nó bị mất thắng chứ không phải mất điều tốc. Đó, nó bị mất thắng. Còn lại xài ok hết nha. Đó. Đó, thân máy vỏ pin. Pin có mặt luôn nha mọi người. Thì thân máy vỏ pin 200.000 nha. 200.000 thân máy vỏ pin cho con boss này. Bác nào mua thì nhắn tin cho mình nhé. Đấy. Tiếp theo là con Ojito hai chức năng. Tiếp là cái con máy này. Con máy này thì giống với con máy này nhé. Đấy, một con màu sáng, một con màu thẫm. Hai chức năng nha. Đầu kẹp 13 ly 18V nha. 18V. Đây 18V nha.
Bác nào có thể lên để mà guitar thì về mua, hoặc có pin thì mua pin xài nhé. Đấy, test máy này, điều tốc, đảo chiều, đây, cấp nhanh, cấp chậm, cấp trượt, đó, đây, 300.000 nhá, 300.000 cho cái thân máy này. Đó. Em có một số cái dòng quạt nha mọi người. Cái quạt này thì các bạn có thể mua về làm tản nhiệt á, tản nhiệt hoặc là thoát khí cho mấy cái máy như sạc rồi thì 10.000 một cái nhá. Còn cái này là 35.000 một cái nhá. Motor của nó xài xài bi nha mọi người, rất là xịn luôn. Quạt thì vỏ nhôm, cái này các bạn có thể chế máy thổi hoặc máy hút bụi đều được nhé. Thì tiếp theo là cái con này đi. Đây, con màu thẫm này thì cũng giống như con kia thôi, ngoại hình nó không đẹp lắm. Đấy. Nói chung ba con khoan hai chức năng đều đẹp hết nha. Đây, mình test máy. Đấy. Ok chưa? Đấy. Chậm. Cấp chậm. Nhanh. Cấp trượt. Đó, cấp trượt. Ok nha. Con này 300.000 luôn nha mọi người. Đấy, con này 18V này. Mình xài đề quát để test máy ấy. Đấy. Nên các bạn yên tâm, đây là 18V. Thì tiếp theo là cái con ba chức năng nha. Hai con ba chức năng, hai con này thì chỗ này đỏ thì có nó màu đỏ, với một con chỗ này đen thì đây nó màu đen. Các bạn chốt thì ghi là con ba chức năng cò đỏ hoặc là con ba chức năng cò đen nha, để mình dễ phân biệt đấy. Thì đây là test máy, điều tốc, đảo chiều, đây tốc chậm nha, đây tốc nhanh này, điều tốc này, đảo chiều. Đấy. Nó có búa nha, để mình chuyển về chế độ búa này. Đó. Các bạn nghe búa gõ không? Đó, còn chuyển về chế độ khoan này. Chuyển để về chế độ vít là nó có cấp trượt nha. Đó, cấp trượt. Đó, đây là cấp khoan này. Nó không có búa, còn đây là cấp búa này. Giờ phải làm sao để test nhỉ? Để mình lấy khúc gỗ. Đây là khúc gỗ nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ test cấp búa, búa này. Búa của nó. Búa này. Đó, các bạn đã nghe thấy búa chưa? Đó. Búa ok nha. Con máy này có giá là 400.000 nhá. 400.000 cho con ba chức năng Ozito 18V. Bác nào mua thì nhắn tin với mình nhá, đầu kẹp 13 ly này. Có đen. Đấy. Đó, rất là đẹp luôn. Thì ở đây mình test luôn nhá. Mình lại cái cộng trừ ở đây nhá mọi người, mọi người chỉ cần lên đế và xài pin Makita thôi. Điều tốc. Đảo chiều. Điều tốc. Đảo chiều. Đây, điều tốc. Đảo chiều. Con này cũng có búa nha. Con này thì chỉnh búa đây, đây này. Búa đâu ra? Nó bị mất hình đó, nên mình cũng biết cái nào có búa này. Đây. Đó, nó gõ búa đó nha. Đấy, cấp trượt, vít có hết nha. Ok nha mọi người, con nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người muốn mua hàng thì nhắn tin Zalo số này hoặc gọi điện trực tiếp nha. Cảm ơn mọi người.